Tiếp theo là combo 41 nha quý vị, cũng là một cây mai chiếu thủy kim ba xưa luôn ha. Ba cái cây này nó là cái giá 270 bao hút ship toàn quốc. Anh nào mua chuyển trước 100k nha. Nè, cái cây nó nu nè. Đó, chiếu thủy mà nó nu vậy là nhỏ nhỏ mà nu vậy là cái giống này nó đặc biệt lắm nha quý vị. Nó nu tự nhiên của nó đó. Này 5 năm tuổi rồi nha. Đó, về cái bầu như vậy ha, mình gọt nhỏ lên chút xíu, kiếm cái chậu vừa phải nhét vô luôn, không cần một chất trồng gì nữa hết là ok. Còn ví dụ như muốn vô cái chậu về làm tiểu cảnh phải không, rồi vậy gọt cái chậu cái cây này gọt mỏng ở dưới một chút xíu rồi đổ thêm chất trồng bên đây, trộn cái gì mà nó khô ráo á, tưới vô nó thoát nước liền á, là ok. Còn nắng á, là phải ngày 4 đến 5 tiếng đồng hồ nắng nha. Nắng nhiều thì mình tưới nhiều, còn nắng ít thì tưới ít nha, chứ để mà không có ánh nắng ha mà tưới hoài luôn ha, trong vòng 10 ngày nửa tháng là nó chết queo nha quý vị. Nó mà đổ lá xuống nhiều là rồi nó đi rồi đó. Còn anh nào mà ham mà đẹp á, về mà gọt nhỏ quá đó thì phải biết chăm nha, còn không biết chăm là nó cũng dễ bị chết nha quý vị. Tại quá chất trồng quá nhỏ đó, chỉ cần nó khô thôi, nó không có đủ nước là nó đổ lá là nó chết. Cây này mà đổ lá lại chết. Vậy ha quý vị ha. Rồi 270 nha. Còn mà tưới quá trời nhiều nước, dư nước quá mà nắng không có đó, đổ lá rồi đi đai luôn. Rồi cái lon bọc bụng tỷ lệ nè, xuống luôn 270 nha. Ở ngoài miền Bắc vẫn sống tốt nha quý vị. Đấy, có nhiều anh ở ngoài miền Bắc đem về chăm, 10 anh cũng có anh hay anh chăm mấy cây mấy năm trời rồi đó. Chứ còn đại đa số anh nào đem về không biết chơi, cứ để đó tưới hoài hoài không có ánh nắng là rồi đem dục hết. Rồi vậy ha quý vị ha.